Alo, hôm nay chúng ta quay lại với buổi mới nha. Hôm nọ thì hôm nay thị trường biến động rất là mạnh. Và hôm trước thì thứ hai đúng không? Hôm phiên thị trường trong phiên là có những lúc mà giảm 80 điểm, đúng không? Cuối cùng thì đóng cửa ngày thì đâu 68 điểm thì phải, đúng không? Mình cũng máng quanh quanh một cái con số ở đấy, 68 điểm. Nhưng cũng rất mạnh, hôm đấy gần như là trong phiên hôm mưa thì 30 thằng thì có đến 30 mã thì có đến 16 mã là bị giảm sàn, đúng không? Và 68 điểm đây, lúc thấp nhất là 1298, mặc dù trước đó là 1379, đúng không? Như vậy là hơn 80 điểm, rất mạnh. Có điểm là gần đây thị trường giảm mạnh nhưng mà thanh khoản thì lại giảm, đúng không thể tăng. Tôi thấy là thị trường giảm 5 điểm, 13 điểm, 25 điểm. Và phiên ngày 19 thì chắc là có phép ghi nhầm rồi. Vì từ 32 giờ đây chắc chỉ 26 thôi, đúng không? Hôm nay khoảng 21 hay 36. Còn sau đến 5 6 phiên thì bắt đầu công phiên đập sàn. Rất mạnh. Và nói chung là đấy là một hơi rất là dài, đúng không? Một hơi hơi giảm cực dài từ từ đầu tháng, đúng không? Một năm 24 đến chục cuối này, đúng không? Vậy cơ bản là đến hơn 200 điểm, cực mạnh. Trong lần đấy thì hôm hôm 25 này thì ACB cũng bị giảm đến 5,5% và cũng gần sàn, đúng không? Và được coi là nhánh những cổ phiếu chưa bị sàn. Và 14 cổ phiếu còn lại trong VN 10. Và trở lại buổi hôm trước thì tình hình là như vậy, đúng không? Còn lại thì cơ bản thì nói chung là ACB cũng có giảm nhưng mà so với thị trường, đúng không? Mình nghĩ là giảm ít hơn rất nhiều. Thậm chí là hồi cuối tháng trước là 33, bây giờ là 39, tức là tính ra chỉ giảm có 2,1. 2,1 mà trên 33 thì tính ra giỏi lắm chỉ 6 đến 7% thôi, tương đương với một phiên sàn thôi. Và tương đương với một phiên sàn thôi. Như vậy có thể thấy là ACB cũng tính 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 phản ứng với thị trường cũng tốt. Buổi hôm nọ thì chúng ta cũng mới có thêm một chút thông tin thôi. Nhìn chung thì đánh giá ngân hàng là được coi là khó khô khan, đúng không? Và phải nhấn lại một chút, đúng không? Hôm nay thì hình như lúc đấy mình có thấy cái bảng của các ngân hàng, đúng không? Có cái bảng bảng này lúc ấy mình có nhớ trên xem trên kia, đúng không? Chúng ta có rất nhiều các ngân hàng. Trên cái bảng này thì đây là tăng trưởng ngân hàng, đúng không? VP thì có cái game bảo hiểm AIA gì đấy, đúng không? Nối dài nên là tăng trưởng mạnh, đúng không? Tất nhiên đấy là bất thường thôi, chắc có thể quý sau lại không có. Thứ hai là có một vài ngân hàng tăng trưởng mạnh, đúng không? C-Bank này, đúng không? Ở đây OCB còn giảm cơ, rất khó hiểu. Cái này sẽ phải kiểm tra, thậm chí là rất có thể là mình sẽ gửi email sang bên ngân hàng xem như nào, đúng không? Ban quan điểm của đồng, đúng không? Lý giải tại sao như này, hoặc là mình sẽ phải xem kỹ lại, đúng không? Vì cũng có một nhiều anh em đang cầm. Thế còn lại thì ACB đây, đúng không? Trong số các nhánh các ngân hàng tư nhân lớn, đúng không? Có lợi nhuận lớn thì ACB cũng được coi là ngân hàng tăng trưởng khá mạnh, 33% và lên 4.100, 3.100 đến 4.100. Và MB là 4.500 lên 5.900, đúng không? Tất nhiên đây thì lợi nhuận này chưa tính đến cái chuyện mà bị gọi là dự phòng nợ xấu, đúng không? Và nợ xấu liên quan đến cái cú dịch năm ngoái, đúng không? Bây giờ hình như được hoãn đến 31 tháng 12 năm 2023, đúng không? Sau thời điểm đấy bắt đầu mới trích lập, đúng không? Trên thực ra thì ngành ngân hàng cũng khá nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ bắt đầu quay lại thử nhá. Hôm nay thì nói chung đợt này mình sẽ cố gắng quay ngắn thôi, đúng không? Buổi clip thì mỗi buổi quay khoảng 2 clip thôi, đúng không? Để chúng ta cập nhật tình hình cho nó sát hơn một chút. Ở đây thì mục tiêu chủ yếu, đúng không? Là chúng ta có kế hoạch rồi. Tài sản năm nay ACB muốn tăng 11%. Như vậy là nếu theo kế hoạch này thì là khá chậm. Và tài sản năm ngoái cũng tăng đến 18% rồi. Và rất có thể là mình sẽ thử kiểm tra cái báo cáo tài chính quý 1. Vâng, đây rồi, mình vào web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Chúng ta đã có báo cáo tài chính một chính là ngày hôm nay luôn, đúng không? Như vậy một báo cáo cực kỳ mới và đúng tại thời điểm quay luôn, thậm chí buổi sáng nay có khi vào chưa chắc là có. Chúng ta sẽ cùng check thử xem
những thông số có khớp với kế hoạch kinh doanh không, đúng không? Và một cái kinh doanh đặt cực kỳ thận trọng. Và ngân hàng muốn là tổng tài sản, đúng không? Là đây là mình gọi là tăng trưởng. Có một tăng trưởng có 11%. Và đạt ở đây là 588. 187. Và con số 11% có vẻ rất là nhẹ. Và hay là thận trọng. Năm ngoái là 527.000 gì rồi. Thì ra chỉ đem được có 61.000 nữa thôi. Và đây là báo cáo quý 1. Và tổng tài sản đến thời điểm này là 528. Như vậy là đây có một vài thông số gần nhất nhá. Đúng không? Thứ nhất là 527 và 770. Đúng không? Như vậy là tại thời điểm 21 là 527. Là 527 770 mình gọi là làm tròn. Và đấy là thông số. Thời điểm này là kế hoạch đúng không? Còn đây là kết quả của 31 tháng 3 đúng không? 2022. Như vậy ở đây gần như là không tăng mấy, đúng không? Rất tăng rất chậm. Vâng. Như vậy có thể thấy tài sản tăng không tốt trong quý 1. Ở đây hình như là có ACB. Đây 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 ACB. Vì không có ACB, đúng không? Như vậy họ đưa tin chỉ có 4 ngân hàng thôi. Chưa thấy ACB đâu cả. À, có thể sẽ cập nhật sau. Vì báo cáo này ra rất là mới. Và cho vay các tổ chức tín dụng khác thì nhích con chút. Có dư nợ là tăng tốt. Và 361 lên 379. Tăng 18. 18 khoảng trên 31 5% đúng không? Như vậy dư nợ tăng lên, như vậy đây vẫn là còn điểm sáng. Như vậy sẽ có một cái phần gì đó nó phải phải hụt xuống đúng không? Đây rồi, tiền gửi tại ngân hàng nhà nước. 32 về 14. Rồi chứng khoán kinh doanh đúng không? Đấy, chắc cái trái thì 11 về 5. Như vậy là trên này hụt mất 14, dưới này hụt mất 6 là 20 rồi. Và gần như khớp với con số này. Cái này tăng em khoảng 18 à. Và rút tiền của bên phía phía tiền gửi của ngân hàng nhà nước à. Trái phiếu rút về đây để cho vay khách hàng à, cũng ok. Như vậy trong cái cấu tài sản thì có vẻ là đang tập trung vào cho vay hơn đúng không? Như vậy cũng cũng được. Theo kết cấu thì như thế là ok. Thứ hai là tiền gửi khách hàng tăng 11%. Và cũng 11%. Và rất thận trọng. Cái này nhiều khả năng là mình sẽ có buổi check lại các năm cũ. ACB đưa ra kế hoạch. Tiền gửi ở đây năm ngoái thì chỉ tăng có 7,6. Như vậy là được. Đúng không? À, cách này ok. Tiền gửi khách hàng đây rồi là 379921. Rồi. Đấy là thời điểm cuối cùng của năm 2. Đây 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 đây. 379921. Thế còn kế hoạch kinh doanh là họ muốn đạt là 421 và 897. Vâng, như vậy là nếu được cái này thì cũng ok đúng không? Rất ok, cân đối nguồn. Còn tại thời điểm 31 tháng 3 theo báo cáo này thì là 386 đúng không? Như vậy tăng khoảng hơn 6.000 tỷ thôi. Dù sao thì cũng có tăng đúng không? Và có tăng. Nhưng cái tài sản thì tăng gì?
Và 386 ở trên này cho vay là 379 rồi. Như vậy hai cái này cực kỳ sát nhau. Mình nhớ có những giai đoạn là tiền gửi nhiều hơn cho vay khá nhiều. Đúng rồi, lệch toàn đến 40.000. 30.000. Rồi, truyền thống này đã từ rất lâu rồi. Nhưng mà gần đây thì khác. Vâng, như vậy là càng ngày nó càng cân, đúng không? Càng ngày càng cân, họ đẩy cho vay lên rất nhanh, nhưng mà trong thực tế thì tiền gửi tăng rất là chậm. Và đây là yếu tố thứ hai. Thứ ba là dư nợ, đúng không? Dư nợ cho vay, đây chính là tín dụng đây rồi. Thì ngân hàng đặt mục tiêu là tăng 10% thôi, và đạt đây là 398, đúng không? Và 299. Đúng rồi. Thế còn năm ngoái, đúng không? Năm ngoái cho vay đây. Cho vay mình lấy con số này là 361, đúng không? Chính ở trên này, 361 912. Rồi, 10%. Thế còn tại thời điểm 31 tháng 3, đây đó là 379 rồi. 982. Và như vậy là nếu như thời điểm này là hai cái này gần như cân trong thực tế vào cuối tháng 1 và cuối tháng 3. Còn cuối năm thì họ dự kiến nó sẽ lại vẫn vanh ra. Và như vậy là trong các quý tiếp theo thì ACB, đúng không? Họ sẽ phải tìm cách đẩy rất mạnh tiền gửi, đúng không? Hoạt động cho vay thì không cần phải đẩy mạnh quá. Giờ phút này nó đến 386 rồi, nó sẽ giờ phút này nó đã 379 rồi, và chỉ còn cách có kia có 10 19.000 tỷ nữa thôi. Thậm chí theo theo số tròn thì chỉ hơn 18.000. Và lợi nhuận trước thuế, đúng không? Và 15.000 tỷ. Ở đây thì không thấy con số tăng trưởng. 15 không 18. Còn năm ngoái, đúng không? Chúng ta sẽ xem kế toán năm, đúng không? Năm ngoái đây. Năm ngoái thì 11.998. Và vậy hình như là cũng đang rất mạnh, và tăng 25%. Theo cái này thì họ muốn tăng tăng hơn 25%, nhưng không phải như thế. Và hiện nay đến thời điểm quý 1, đúng không? Chúng ta dễ dàng nhìn thấy con số của đây. Chúng ta xem thử xem bên này như nào. Về thu nhập của tín dụng thì phi được thêm 700 tỷ, 700 trên 8.300, tức là tính ra nó khoảng khoảng 700 trên 8.300 chắc là khoảng 8%, 9% gì đấy. Liên quan đến chi phí ra vốn thì cơ bản là không không đổi, thậm chí còn giảm nhẹ. Như vậy lãi thuần tín dụng tăng rất mạnh. Vâng, như vậy ACB đang làm điều tương đối tốt. Như vậy chứng tỏ là cái lãi suất huy động đầu vào bình quân là giảm xuống, đúng không? Và bởi vì tiền gửi vẫn tăng mà, rõ ràng tiền gửi trong suốt một năm qua nó vẫn tăng. Và nếu chúng ta lấy kết toán của cuối cùng còn là của tháng của quý 1 năm ngoái, đúng không? Rất tiếc ở đây như chưa có số, sợ nó không có rồi. Đúng rồi, đây 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 đây, đây. Sao mình còn tưởng quý chứ nào? Năm ngoái là ở đây hiện là 364, đúng không? Đến đây là 421. Và khả năng mình tự 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 quét vậy. Không biết là cái số ghi nhập của chính xác không nữa. Đây. Tiền gửi thời điểm đấy là 352.
Và quý 1 năm ngoái cũng cơ bản cũng không tăng đúng không? Mặc dù kết năm 21 thì vẫn tăng tốt. Như vậy có thể thấy quý 1 là thường thì nó có thể nói hơi chậm đúng không? Hơi chậm. Và rồi, chúng ta chú ý đây. Như vậy là liên quan đến cái lý giải kia, đúng không? Như vậy chi phí rất có thể chi phí giá vốn sẽ giảm trong cái trường ở quý 1 năm nay. Lãi suất, đúng không? Đó, chính xác là lãi suất đầu vào suy giảm, đúng không? Giảm hơn trong khi bên kia vẫn tăng, đúng không? Chắc chắn tiền gửi thời điểm đấy là 352, còn đến thời điểm này đúng không, thời điểm này tiền gửi là 386, như vậy là nó vẫn tăng khoảng 10% trong suốt một năm vừa rồi. Và mà mình nếu tính kẹp đầu đầu kỳ cuối kỳ của trong quý một năm nay với đầu kỳ cuối cùng của năm ngoái chắc chắn là vẫn tăng. Vâng, nhưng cuối cùng thì hiện lên đây thì lại là tốt lên rất nhiều đúng không ạ? Như vậy hoạt động tín dụng của ACB vẫn ok. Và thận trọng hoạt động dịch vụ đây 700, và nếu trừ chi phí hai này đi thì khoảng như vậy là tổng thu nhập hoạt động khoảng 4.800, 6.800, 6.800 thì tín dụng đã là 15.800 rồi, như vậy vẫn phải khoảng tầm 80%. Thế còn dịch vụ thì cũng mới chỉ được khoảng 9% thôi, 6.800 không, 10, 11 đúng không, gần 11. Các hoạt động khác thì không đáng kể. Như vậy hoạt động tín dụng, hoạt động dịch vụ của